Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay tiếp tục mình lại mời các bạn đi chơi, đi trải nghiệm, đi khám phá một cái phiên chợ thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Đó là chợ Bảo Nhai các bạn nhé. Và hiện tại lúc này là mình đang ở khu vực cổng chợ này các bạn này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi vào trong chợ các bạn nhé. Đi khám phá xem chợ Bảo Nhai người ta đang hoạt động và mua bán ra làm sao các bạn nhé. Xin mời các bạn. Đó, về hiện tại bây giờ là mình đang ở cổng các bạn này và đang tiến vào trong chợ các bạn nhé. Các bạn ạ, đó. Ở ngoài cổng là người ta bán những cái đồ mà người ta tự sản xuất được ấy. Đây các bạn thấy là những cái lồng gà các bạn này. Đó. Những cái lồng gà, những cái bu gà bà con tự sản xuất được. Đó, tự đan nát bằng tre các bạn nhé. Mang ra đây họ bán cho những người nào có nhu cầu này. Cái này người ta dùng để úp gà các bạn ạ. Đó, những cái lồng gà rất là đẹp luôn. Đan hoàn toàn thủ công bằng tay các bạn ạ. Đó, úp gà. Này nói chung là phải có kỹ thuật mới đan được các bạn ạ. Đó, đây là một cái phiên chợ rất là bình dị, mộc mạc các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Lồng gà các bạn này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi tiếp các bạn nhé. Đấy, khu vực này người ta đang mua bán trao đổi hàng hóa. Như chú này đang bán gọi là thuốc thú y ấy các bạn ạ, cho động vật, chó, mèo, lợn, gà gì đó. Và chỗ này là người ta đang bán giống cây ăn quả các bạn này. Đó, giống cây ăn quả như là cây xoài, cây mít, rồi là cây hồng và một số loại cây khác. Đó. Và một số loại cây, có cả cây táo nữa các bạn ạ. Nói chung là hàng giống cây ăn quả các bạn nhé. Đấy, như chỗ này là có một anh đã mua được một cây bạn này. Anh ấy đã mua được cây hồng. Anh đã mua được một cây, cây này là cây gì anh? À, cây vú sữa nhỉ. Nhìn thoáng thoáng giống cây hồng nhỉ. Cây này bao tiền cơ ạ? Cây này 150. Đấy. Vú sữa nó cũng nhanh lớn mà, trồng nó hợp với khí hậu miền Bắc này thì nhanh lớn. Đẹp, một cây vú sữa đó nha. Cây này nhìn thoáng thoáng tưởng cây hồng nhưng hóa ra là cây vú sữa các bạn ạ. Đó, người ta đã mua với giá là 150. Đó, chung là khá là tốt, đẹp. Vâng. Đấy, chào anh nhá. Anh đâu chị chứ? Anh mà. Con trai đấy. Tóc dài này đấy. Đấy, con trai đấy các bạn ạ, tóc dài như con gái luôn, tóc dài ngang lưng. Thôi bây giờ là chúng ta đang tiến vào bên trong các bạn này. Bên trong này là khu cắt tóc mặt đường các bạn ạ. Đó, những quán cắt tóc di động. Đó, người ta cắt tóc ở đây. Giống như các chợ khác thôi, là bà con đến đây là không phải đến tiệm nữa mà cắt trực tiếp ở quán luôn các bạn này. Đó. Cắt trực tiếp ở những quán cắt tóc di động này. Đó, thích kiểu nào thì là chiều, thích kiểu thanh niên thì cắt kiểu thanh niên, thích kiểu chân phương thì cắt kiểu chân phương. Đó, còn cắt tóc di động rất là đơn giản, mộc mạc các bạn ạ. Có cái gương với một ít đồ dùng, công cụ hỗ trợ. Ở đây người ta bán chổi các bạn này, chổi chít. Ở đây chổi chít người ta làm khá là công phu các bạn nhé. Chủ hít rất là cẩn thận, đẹp lắm các bạn ạ. Chủ chít rồi là khoai sọ các bạn này. Đó, khoai sọ rồi là chuối, những cái mặt hàng nông sản ở trên địa phương, ở địa phương các bạn ạ, người ta tự trồng được bán các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đang dần tiến vào trong chợ xem mà chợ này người ta mua bán như thế nào các bạn ạ. Đây là một cái phiên chợ xã Bảo Nhai các bạn nhá. Phiên chợ xã các bạn ạ. Đấy, người ta bán cả ngô luộc các bạn này. Ngô luộc và dưa muối. Ngô luộc này là 10.000 một cái các bạn nhá. Đó. À, 10.000 một túi này. Một túi gồm 3 bắp. Gạo lếp con này. Mình có gạo sáng cù không? À, đâu đâu cái loại nào?
đây à. Đây là gạo sáng cu này. Cái này rất là ngon các bạn ạ. Sáng cu nó có hai loại, một là hạt to hạt nhỏ đúng không? Hạt to, hạt tròn và hạt dài đúng không? Cái này là hạt tròn hay hạt dài đấy? Hạt dài à? Hạt tròn thì trông bé hơn à? Đây là trái cua dài. Chữ T nó có chữ T là hạt tròn. T là tròn. D là dài à? Đây, cái này là dài. Đâu có chữ D đâu. T đen, đen. À. Sáng cù là một loại gạo đặc sản ở trên vùng cao các bạn ạ. Trên vùng cao Tây Bắc mà gạo này ăn rất là ngon, rất là thơm các bạn nhá. Cực kỳ là ngon thơm. Nó có hai loại, loại hạt tròn và loại hạt dài các bạn ạ. Hôm nay là mình cũng đi hỏi là lấy cho một khán giả đang nhờ lấy mình lấy hộ các bạn nhá. Đây người ta đóng cái túi bao mấy cân bạn này. Hạt tròn và hạt dài. Gạo trứng cù là một gạo loại gạo rất là ngon rồi các bạn ạ. Cực kỳ là ngon. Ngon thơm các bạn nhá. Đó. Bạn nào lấy cái gì thì cứ alo cho mình các bạn nhá. Gạo sáng cù rất là ngon, ở đây người ta đóng bao này. Đấy. Thế cái này là loại gì? Đây là tám thơm. Tám thơm à? Tám thơm. Tám thơm của Thái Bình. Rồi rồi, còn cái này có mở ra thì không, có cái chỗ nào mở ra không? Có cái mẫu đặc trưng để bày ra ấy. Mẫu gạo ấy, để cho mọi người biết nữa. Đây chỗ này người ta đang bảo mình bảo người ta bỏ mẫu gạo xem này. Đấy, bỏ ra đây tầm. Đấy, bỏ ra cái mẫu để cho anh em ta nhìn thấy. Trong bao thì hơi khó nhìn. Bao này cái hôm qua bán lẻ cho họ ấy. Đây là sáng cua tròn này, cái loại nào là ngon? Hạt tròn này ngon hơn hạt dài. Tròn ngon hơn à? Đây là loại sáng cua hạt tròn các bạn nhá. Bạn nào lấy thì là alo bạn nhá. Đặc sản của Mường Khương. Đặc sản của Lào Cai và nó là thuộc huyện Mường Khương. Tức là gạo này được trồng ở huyện Mường Khương các bạn nhá. Bạn nào lấy thì là cứ alo nhá. Gạo sáng cua loại tròn này là loại ngon nhất các bạn ạ. Đó, tuyệt vời. Đó. Bạn nào lấy thì là cứ liên hệ các bạn nhé. Gạo rất là ngon luôn. Gạo tròn đẹp các bạn ạ. Ăn cái này rất là thơm. Thơm ngon dẻo. Ngoài gạo ra thì còn có cả ớt Mường Khương các bạn này. Bạn nào lấy thì là alo liên hệ các bạn nhé. Ớt Mường Khương các bạn lưu ý là mình sẽ chọn cho các bạn loại ngon nhất, cay nhất các bạn ạ. Đó. Các bạn cứ nhìn cái nào mà nó nhiều hạt, chai nào nhiều hạt mới là ớt chuẩn các bạn ạ. Nhiều hạt mới là ớt chuẩn các bạn nhá. Đó, họ xay trực tiếp từ quả ớt ra. Ớt rất là cay. Đó là ớt tương ớt của Mường Khương. Đó các bạn ạ. Đó, ớt Mường Khương chuẩn của nó là sẽ là nhiều hạt và cay, còn ớt fake thì nó sẽ ít hạt hơn các bạn nhá. Đó, nó có nói chung là mình đã chọn cho các bạn thì là các bạn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Các bạn yên tâm các bạn nhá. Và bây giờ quảng cáo thế thôi các bạn ạ. Bạn nào lấy thì cứ alo nhá các bạn nhá. Lấy cho hai chai tí nữa mình qua lấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trong này các bạn này. Khu này là khu bán hoa quả. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cổng các bạn này. Đây là cổng chợ khá là tối các bạn ạ. Ở đây người ta bán đậu các bạn này, bán những bìa đậu, thanh đậu các bạn nhé. Đấy, bán đậu hai bên đường, bán cả chuối các bạn này, chuối và bánh chưng. Chào bà nhá. Cái này ở đây là chuối gòn, hay còn gọi là chuối tây các bạn ạ. Chuối này thì là rất là ngọt luôn, chín rất là ngọt. Bán cho bà. Vâng. Chuối này là cực kỳ là thơm và ngọt khi mà nó chín các bạn nhé. Đấy. Cái tầm này nó đã già rồi các bạn này, tầm này là già rồi. Và có một loại này là đậu xị các bạn này. Đậu xị Bắc Hà đấy, anh em cứ thèm rán Bắc Hà vào cơ. Vâng. Ngon lắm, tuyệt vời luôn. Đậu xị này là chính ra đậu xị này là nguồn gốc của nó là từ Mường Khương các bạn ạ. Đó. Làm từ đỗ tương. Và rất nhiều gia vị khác, gia vị bí quyết nghề nghiệp. Làm 6-7 tháng bán được. Vâng. Bán được làm ngay được. 6-7 tháng mới ăn được các bạn ạ. Rất là ngon. Cái này là đồng bào vùng cao rất ăn rất là nhiều.
Cái này cũng là một loại gia vị chấm nha, chấm thịt hoặc là kho thịt cái ta cũng cho vào, hoặc là ăn với cơm không cũng được. Đó là đậu xị các bạn nhé. Sang bên này là người ta bán chè à bạn này. Đây là những cái túm chè của nó các bạn này. Túm chè này người ta đóng 5 nạng này hoặc 1 cân này. Chè san tuyết các bạn nhé. Đó, rất là ngon, rất là thơm. Bạn nào lấy chè thì cứ alo liên hệ các bạn nhé. Mình sẽ chọn cho các bạn những gói chè. Nói chung là chất lượng nhất, ngon nhất để gửi đến các bạn. Các bạn yên tâm nhé về chất lượng của chè san tuyết, được trồng ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hoặc là trồng một nơi nữa đó là ở thôn Hải Lam thuộc thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Nơi đây người ta cũng trồng chè tuyết san rất là nhiều luôn và uống rất là thơm. Khu vực đấy là nó mát các bạn ạ, nó cao, nó mát, nó thoáng nên là chè san tuyết này nó rất là phát triển và thơm, cực kỳ là thơm ngon. Bạn nào lấy thì là cứ alo liên hệ các bạn nhé. Rồi, chào bà nhá. Đó, tiếp tục vào khu bên trong này các bạn này. Khu bên trong này người ta bán rau củ quả và có một loại nữa là cải của người Mông các bạn này. Cải của người Mông rất là ngon các bạn ạ. Nó dài đẹp, ngon lắm các bạn nhé. Ăn thơm thơm các bạn ạ. Và nó có sờ, các bạn nhìn thấy nó khác biệt hoàn toàn rau cải thường. Nó có gai gai các bạn này, sờ nên nó có kiểu gai gai dặm dặm nhé. Đó, rau cải của người Mông ăn rất là ngon các bạn ạ. Và ngoài ra thì có tam thất con này. Tam thất ở đây là tam thất tươi. Ở đây thì mình thấy tam thất tươi, thằng kia có tam thất khô cơ. Đó. Củ rất là to, cái này là củ to bạn này. Cái này là có rất nhiều tác dụng như là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư này, phá tan khối u này, ngăn ngừa bệnh ung thư này. Đó các bạn ạ. Và những bạn nào bị nội thương ngoại thương thì dùng cái loại này thì là rất là nhanh khỏi nhá, bằng cách là ngâm với mật ong hoặc ngâm rượu này hoặc là hầm tần ăn các bạn ạ. Tốt nhất các bạn nào bị nội thương ngoại thương thì này, hầm tần ăn các bạn nhé. Bạn nào mà mới mổ xong thì dùng cái loại này thì nó sẽ nhanh khỏi bạn ạ. Đó, tam thất tươi nó có nhiều loại lắm các bạn ạ. Loại củ to, càng củ to thì nó càng đắt tiền. Ngâm rượu thì tốt nhất là dùng cái loại này các bạn này. Ngâm rượu thì tốt nhất là dùng cái loại củ nó nhiều dễ này, nhìn nó rất là đẹp. Đó, các bạn. Ngâm rượu thì dùng cái loại này các bạn nhé. Tuyệt vời bạn ơi. Đó, củ tam thất rất là đẹp, rất là đều luôn. Bạn nào lấy thì là cứ alo liên hệ các bạn nhé. Đó, ngâm rượu thì dùng củ này đẹp. Đó, ngoài ra thì có cả sâm đương quy các bạn này. Sâm đương quy thì là loại sâm này rất là tốt rồi, tăng cường sức khỏe. Ngoài ra là chữa yếu sinh lý các bạn ạ. Sinh lý nam giới nữ giới yếu sinh lý thì dùng sâm đương quy cũng khá là ok. Ở đây là củ to, củ nhỏ nhỏ các bạn ạ. Củ to thì đắt tiền hơn, đây là củ nhỏ thôi. Lá thì các bạn có thể hầm tần ăn các bạn nhé, hầm tần ăn cũng khá là được rồi. Đó. Ngon, nói chung là sâm đương quy là rẻ nhất rồi. Đây, ngoài ra có cả củ ấu tàu các bạn này. Củ ấu tàu, đây có củ ấu tàu không hả chị? Em, ấu tàu này là trồng trên đất trắng rồi này. Đó, là này chữa đau lưng xương khớp. Và có một loại nữa, loại đen đen cơ. Đó, loại đen đen cơ. Chuyên chữa đau lưng xương khớp bạn ạ. Ngâm rượu để xoa bóp bạn nhá, không được uống đâu. Ngoài ra chỗ này người ta cũng mua được một ít rau thối bạn này. Đó, rau này là rau thối bạn nhá. Nó có mùi thơm thủm và ăn khá là ngon. Cái này chủ yếu xào trứng bạn ạ. Đặc sản ở trên vùng cao Tây Bắc. Đó bạn ạ, gọi là rau rút. Tên của nó là, chính xác là tên là rau rút các bạn nhá. Đó, bạn nào muốn trải nghiệm thì là cứ alo lên này các bạn nhá. Tam thất con này, đây củ to này. Tam thất vừa nói rồi, rất là nhiều công dụng. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể là lên trên mạng tìm hiểu thêm bạn nhá. Đấy, ngoài ra thì có cả tam thất khô này.
tác dụng nó cũng giống như kiểu tam tất tươi, nhưng mà các bạn dùng cái loại này trong Sài Gòn tốt nhất dùng cái loại này để Sài Gòn dùng cái loại này các bạn nhá, gửi cho nó đảm bảo con này đỡ bị hỏng. Đó, cái này thì các bạn có thể nghiền ra, nghiền bột ăn các bạn nhá, ăn với mật ong. Tác dụng nó giống là một loại kháng sinh tự nhiên rất là mạnh, giúp cho cơ thể hồi phục một cách nhanh chóng khi mà ốm yếu, khi mà cơ thể suy nhược. Nói chung là nhiều tác dụng. Ngoài ra thì có cả hạt dổi bạn này. Hạt dổi là một loại gia vị chấm rất là thơm ngon các bạn nhé, thơm ngon lắm. Đó, thơm phức luôn. Bạn nào lấy thì là cứ alo bạn nhá. Hạt dổi chấm gà, chấm thịt. Ngoài ra thì có lụ hoa tam thất con này. Cái này là tốt cho phụ nữ cho con bú, tốt cho phụ nữ cho con bú, tăng cường sức khỏe bạn này. Đó, và cái này là chữa mất ngủ, chữa cao huyết áp, điều hòa huyết áp bạn nhé. Đó, tăng cường sức khỏe. Là ốm yếu gầy gò thì dùng cái này cũng được, bằng cách là pha chè uống bạn nhé. Đó, ổn định huyết áp. Nói chung là rất là nhiều công dụng bạn ạ. Đó, đây của tàu đen đen đây, chưa đau lưng xương khớp của nên là quay lại trắng cái rồi. Cảm thất rất là nhiều đây. À, hôm nay này các em ở đây à? Hôm nay em bán chợ này à? Hôm nào em cũng xuống đây luôn à? Thứ năm nào cũng xuống đây à? Lâu xuống một lần. Chủ nhật em có xuống à? Chủ nhật trên chợ Bắc Hà nhờ. Đấy, hôm nay là vô tình gặp em này. Em này là chuyên bán tam thất, khô tam thất tươi bạn ạ. Như cái này này thì tầm khoảng mấy chục củ một cân hả em? 50-52. Còn loại nữa là loại hơn 60 đúng không? Đó, tam thất khô, tam thất tươi. Ớt khô bạn này, bạn nào ăn ớt khô thì có liên hệ các bạn nhé. Đó, tuyệt vời các bạn ơi. Thế bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào khu bên trong này các bạn nhé. À, bên trong này là người ta bán hoa quả các bạn này. Đây gọi là mận cơm bạn này. Đó, mận cơm các bạn nhé. Đây loại này ăn khá là chua đấy. Nói chung là chưa đến mùa mận tam hoa đâu. Tôi ăn tạm mận này cũng được. Nói chung là hơi chua chua nhưng mà các bạn chấm muối súp ớt thì cũng ok các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đi vào trong này các bạn này. Trong này bán hoa quả mít. Gạo nếp con này. Đó, gạo nếp rồi là gạo nếp cẩm con này, nếp cẩm, nếp trắng này là các bạn thấy nhiều rồi, nhưng mà giới thiệu với các bạn một loại nếp chẩm, nếp cẩm con này. Đó, gạo nếp cẩm nó đen xì luôn. Cái này nấu lên ăn kiểu là nấu kiểu nấu rượu các bạn ạ. Nó ủ men rượu ấy, ăn nó rất là ngọt ngọt, rất là ngon ngon bạn nhá. Lớp cẩm tuyệt vời bạn, ngon luôn. Chị ơi, có gạo sáng củ không? Có gạo sáng củ em ơi. Cháu có gạo nếp không? Có gạo nếp. Đây có cả gạo sáng củ bạn ạ. Vừa đấy là quay rồi, bây giờ thôi bạn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào khu trong này các bạn nhé. Đó, đây là một cái phiên chợ khá là đơn sơ mộc mạc, và bên trong này thấy tối tối các bạn ạ. Ở đây người ta bán khá là nhiều rau bạn này, rau củ quả ở mạng trong này, và khu trong kia là khu bán quần áo các bạn ạ. Đây là khu bán quần áo, khu tận trong này này. Đấy, bán quần áo này là 100.000 năm bộ. Đó, khu bán quần áo gọi là quần áo quê ấy. Người ta bán ở cạnh dưới sâu trong này các bạn ạ. Thôi bây giờ mình sẽ đi quay những mặt hàng vùng cao các bạn nhé. Đấy, chợ phiên Bảo Nhai rất là mộc mạc, đơn giản các bạn ạ. Đó, hàng rau củ quả. Đó, người ta căng bạt các bạn này, căng bạt.
Bạn thấy chưa, bạt căng ở khu vực này rất là đẹp luôn. Và máy của họ là máy máy pro xi măng nhá. Đó, hai cái dãy như kiểu là chợ cổ các bạn ạ. Những kiểu chợ cổ ấy, và cây lá rất là nhiều luôn. Đó là pro xi măng, và bên trên là cũng rất là nhiều lá. Là sấu các bạn ạ. Sấu đang rụng lá và đang chuẩn bị ra hoa ra quả mùa này nhá. Và sấu rất là thơm. Đó các bạn ạ, chợ rất là đẹp, rất là thơm mộng. Ngoài là ai nhá. Các bạn thấy chợ đẹp chưa? Đó. Ở cái khu này tuyệt vời luôn. Đó, không ngờ rằng ở đây có một cái phiên chợ rất là cổ kính các bạn ạ, nhìn rất là hoang sơ, hoang vắng các bạn ạ. Và mộc mạc, bình dị. Và mọi người đang mua bán rất là tích cực ở khu bán rau này các bạn này. Đó, đây là khu chợ rau. Đây là khu chợ rau bạn nhé. Ở đây thì không có quá nhiều nông sản, mặt hàng vùng cao, nhưng mà nó rất là đẹp. Đó bạn ạ, người ta bán hàng ngay tại dưới gốc cây luôn này. Và đây là có những cái quán ăn, quán phở. Đó, mọi người vẫn đang ăn phở. Rồi là hàng quần áo. Chào chị nhá. Đây, hôm nay chúng ta sẽ xem hôm nay là hàng phở có món gì các bạn này. Đó. Chào bà nhá. Đây, lổ nước dùng này cạn gần hết rồi nhờ. Khách ăn rất là nhiều luôn. Con ăn chưa? Vâng. Đây là món lòng lợn các bạn này. Lòng lợn. Lòng phèo, thịt tàu bóc. Thịt bóc này. Đó. Lòng phèo các thứ luôn. Quán rất là mộc mạc giản dị các bạn ạ. Đó. Giản dị nhưng ngon. Rất là ngon luôn. Nói chung là ẩm thực vùng cao rất là tuyệt vời, rất là ngon các bạn ạ. Ẩm thực nhà quê. Ẩm thực nhà quê. Đấy, thịt tàu bóc. Đây là thịt bóc. Rồi là lòng lợn. Rồi là phèo nữa các bạn ạ. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Các bạn nào hãy một lần qua chợ Bảo Nhai mà chơi các bạn nhá. Đó, một cái phiên chợ rất là mộc mạc giản dị. Bà con đến đây ăn phở rất là ngon lành các bạn ạ. Giới thiệu các bạn, đây là phở đỏ các bạn này. Đó, phở đỏ rất là tuyệt vời, làm từ gạo lốc lương các bạn ạ, ăn rất là ngon các bạn nhá. Nhúng lâu nó vẫn không lát đâu, nó rất là dẻo, vừa dai vừa thơm. Phở đỏ. Đó, chợ Bảo Nhai bạn ạ, chợ đẹp mà như cổ kính. Một ngôi chợ này công nhận nó cổ thật. Thôi chào bà nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng quanh chợ bạn nhá. Đó. Chợ rất là đơn sơ mộc mạc. Bên này là một quán là quán phở bạn này. Chào bà. Vâng. Bán phở này, các bạn này, bếp lò. Bếp lò bạn này, đó người ta đun bằng củi nhá. Và xây ba cái bếp. Rồi một nồi nước dùng này và hai nồi nước tráng nữa. Đó. Rất là đẹp các bạn ạ. Một cái kiểu cách ở trên vùng cao. Đó. Tuyệt vời bạn ạ. Đó. Chợ quê rất là đẹp. Và bây giờ là chúng ta đang tiến ra khu đằng sau này. Đó, cây rất là đẹp các bạn ạ. Cây đẹp lắm. Đây, khu trong này là khu bán rau củ quả này. Khu trong này rất là thoáng bạn ạ. Đó. Tuyệt vời bạn ạ. Đó, bạn thấy chưa? Những cái mái pro xi măng đã bị hao mòn. Rồi là nó úa, rồi là rêu phong theo năm tháng, thời gian năm tháng nắng mưa. Đó, một phiên chợ Bảo Nhai rất là đẹp bạn ạ.
Đó, đây là toàn bộ khu bên trong này. Bên ngoài thì nhìn trông nó không có gì mấy, nhưng vào bên trong thì rất là đẹp các bạn ạ. Phiên chợ là đẹp nhất Tây Bắc các bạn nhé. Cây cối rất là đẹp mà mát. Đấy. Tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vài khu vực khác các bạn nhé. Chợ Bảo Nhai thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Cô đây là có phải là rào cổ lam không? Cái này là có tác dụng gì đấy ạ? À, điều hòa huyết áp à? Đây là cây chè. Vâng, chè rào cổ lam các bạn này. Đó, bạn nào mà bị cao huyết áp thì dùng cái chè rào cổ lam này các bạn nhé, để nó điều hòa huyết áp các bạn ạ. Đó, rào cổ lam. Rồi là măng các bạn này. Măng vầu các bạn ạ, người ta bóc cái lá rồi, còn cái lõn của nó này. Cái này 20, cái này 15. Còn cái lõn này các bạn này, đó ăn rất là ngon các bạn nhá. Xào ăn, luộc ăn rất là tuyệt vời luôn. Đó. Lõn mà măng vầu. Rồi là những con trai con hến các bạn này, đó người ta bán đây các bạn nhá. Đó. Trai hến đây. Rồi là rau má bên này, đó rau rất là sạch, rau tự nhiên trên rừng các bạn ạ, đó ăn rất là mát, rất là thơm các bạn nhé. Chỗ này là có một cô người Mông các bạn này, đó mà đang bán, cô ấy đang bán măng vầu đã bóc rồi các bạn này, đó. Bóc lá rồi ăn rất là ngon các bạn nhé. Cái này là của cô à cô ơi? Cái này của cô à? Bao tiền cái chỗ này? 10.000 à? Bán cho cháu nhá. Còn không? Còn nữa không? Còn nữa không? Hết rồi à? Hôm nay làm thịt măng về ăn con ạ. Giờ này nghèo quá, không có tiền ăn thịt nên là thịt măng. Đó, y vảng à? Rồi ok. Đó các bạn ạ, măng vầu đã bóc ra rồi. Đó. Còn nhiều không? Ở nhà còn không? Thế không mang hay là bán hết rồi à? Bán hết rồi còn bằng này thôi. Đó, vừa đến là mình mua được một ít măng con này về ăn con ạ. Đó. Rau bắp cải bạn này, đó rau bắp cải thì là của người Mông các bạn ạ, đó người ta trồng nó cũng quả rất nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là sạch quặn nhé, đẹp, nói chung là rau này ngon lắm các bạn ạ. Đó đây là những dãy hàng ăn con này, đó rất là cổ kính mộc mạc đơn sơ, rồi là dưa chuột con này, dưa chuột này là không phải nó già đâu các bạn ạ, mà nó màu của đấy nhá, loại màu xanh và loại màu vàng, dưa chuột của người Mông, màu xanh màu vàng ăn rất là ngon các bạn ạ, quả to đẹp, nó như anh đang lựa này, đó. Bao nhiêu một cân hả anh? Bao nhiêu một cân nhỉ? 5.000 một cân, 15.000 à? 5.000 thôi. 5.000 thôi à? À, có 5.000 một cân các bạn ạ, rẻ, 5.000 một cân thôi, rất là rẻ luôn, dưa chuột của người Mông các bạn ạ. Rẻ lắm bạn ạ, dưa rẻ. Và đây có một loại nữa là rau mét các bạn này, rau này là rau ở trên vùng cao các bạn nhé, tên là rau mét. Cái này ăn sống cũng được và ăn sống nó hơi hăng một tí, còn các bạn có thể xào nấu được ăn, xào vẫn rất là thơm bạn ạ. Đó, rau gọi là rau mét, lá nó to này. Rau này chỉ có trồng trên vùng cao các bạn nhé. Đó, tuyệt vời các bạn ạ. Đó, rau mét. Đó, khu này có bán cà chua, rau giống, ổi. Vâng. Rồi các loại. Nhưng mà chợ rất là đẹp các bạn ạ. Chợ đẹp long lanh luôn các bạn ạ. Ồ, ở đây có cả cá này.
Cái này là gọi là cá gì hả chị? Cá chê à? Cá này là cá nheo. Cá nheo à? Cá nheo hoa. Cá này nheo hoa này. Ơ thế đây như này nó vẫn thở được à? Nắp lỗ. À nắp có lỗ đây à? Lấy cái xiên nướng thịt mình cho vào bếp ga mình chọc. Cái loại này không cần sục nhỉ? Không. À loại này không cần sục. Trôi chấm mè chép thì cần sục. Trôi không cần sục, cái này nó sống bằng nhớt, nhưng các mình đi đây mình cứ cho tí nước vào. Vâng. À cái này là cá nheo hoa sống bằng nhớt. Không cần sục, người ta làm cái lỗ thở ở trên thôi. Vâng. Đó, nói chung là cá giống. Bây giờ chúng ta sẽ đi dần ra khu ngoài này, xem chợ ở bên nào. Vâng. Chị có cái đây là thuốc gì đấy hả chị? Chè, hình như kiểu chè đúng không? Đó, đang mua bán rất là tích cực, mua rau bắp cải các bạn ạ. Chợ đẹp các bạn, chợ đẹp long lanh luôn. Ở đây người ta bán cả quả sung này các bạn này. Yêu cầu là chưa được phép không được cho lên truyền hình nữa nha. Đây là có phải là quả sung không à? Quả sung này. Quả sung này bây giờ bán thế nào? Bán 15 một cân. À mình về mình muối ăn hay là ăn sống? Muối sổi ăn. Muối sổi ăn à? Muối sổi là giống kiểu muối cá đúng không? Thích ăn sống thì chấm súp. Nhưng mà mới đầu ăn nó hơi chát chát nhỉ. Đúng rồi. Có nước thì bốc ra. Đây là quả sung quần này. Đó. Người ta bán 10.000 một cân quần nhá. Cái này là về phải muối. Muối như muối cá đấy. Muối như muối cá quần ạ. Bạn nào mà ăn sung thì là cứ alo liên hệ các bạn nhá. Tuyệt vời luôn. Đây em gái này đang mua ốc à? Ốc bao tiền một cân hả à? Em mua ốc à? 15.000 một cân. À, cái này là về làm món ốc nấu chuối nhỉ? Nấu chuối rất là ngon luôn. Nấu chuối thì gồm có cả cái này phải mua cả ít cà nữa nhỉ em nhỉ? Cà trắng và cà tím ấy. Đấy. Người ta mua đấy một phát ra đến đây là mua hết rồi được 2 cân à? Hay là 3 cân? À, hơn 2 cân con ạ. Đã mua xong. Đó. Nói chung là hàng tươi sống thì người ta mua bán cũng dễ thôi bạn ạ. Đấy, quán này rất là đông khách các bạn nhé. Tuyệt vời các bạn ạ. Đó, các chị em đang thi nhau mà đi mua hàng hóa các bạn này. Tranh thủ là mua sớm về sớm các bạn nhé. Tuyệt vời. Có một cái phiên chợ vùng cao rất là đẹp. Đây là quán này là quán bánh rán con ạ. Đó. Chợ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rất là cổ kính các bạn nhé. Đó, trên này là người ta căng những cái bạt này để cho đỡ bị mưa các bạn ạ. Đó. Đây là những quán bán ở cả chợ này luôn à? Đấy, bán bánh cuốn cả chợ này luôn. Đây xem mà bánh rán quận này. Vừa mới có một ông vào quay xong. Đây bánh rán cổ. Một chợ mấy ông đi quay vlog đấy. Bánh rán các bạn này người ta rán ở chợ rất là đẹp luôn, lò người ta làm cái lò các bạn này. Đó. Và rán ngay tại chợ cho khách ăn các bạn nhé, bạn nào ai có nhu cầu ăn là ăn luôn tại chợ luôn. Đó, tuyệt vời chưa? Đó. Nói chung là chợ rất là đẹp con ạ. Hàng hóa thì không có quá nhiều thảo dược như trên Bắc Hà, nhưng mà được cái chợ đẹp lắm. Đẹp mà long lanh con ạ. À bánh rán đây rồi con ạ. Bánh này là bánh rán của người Mông nhỉ chú nhỉ? Người Lùng à. Bánh này là bánh Bánh khúc bánh dày các bạn ạ. Đó. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Dán tại chợ cho khách ăn các bạn nhé. Đó. Chú này là lâu lâu không đi chợ Công Ly mấy à? Có mà. À, đi chợ Công Ly. Vâng. Chợ rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, những cái bếp lò người ta làm xây này. Và những cái bàn người ta cũng xây lên.
bằng bàn bê tông bạn ạ, đẹp tuyệt vời luôn. Khu này là khu thủy sản các bạn ạ. Khu này là khu thủy sản bán cá. Đấy các bạn ạ, chợ này nhìn rất là quy củ luôn. Đó, bán cá rồi là những cái lều cá rất đẹp. Còn khu dưới này là khu quần áo giày dép các bạn nhé. Đó các bạn ạ, tuyệt vời chưa, chợ đẹp. Một ngôi chợ khá là cổ kính các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống khu dưới này các bạn nhé. Đó. Khu dưới này là khu gian hàng quần áo của người Mông các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ đi một chút xuống dưới này. Đây các bạn này, chợ. Đây là túi các bạn này, những cái túi rất là đẹp luôn. Đó, túi đẹp, tuyệt vời. Người ta sẽ dùng cái túi này để đựng tiền, đựng điện thoại này, đựng nhiều thứ khác các bạn nhé. Rồi những bộ quần áo của người Mông các bạn ạ, đẹp tuyệt vời chưa? Đó, những trang phục, những cái điệu của các bạn này, đó, những cái điệu đẹp, điệu em bé đấy. Đó đây này các bạn này, bên trên này có những cái cây lá rất là xanh và rất là mát. Chợ này cực kỳ là mát các bạn ạ. Mùa hè mà được cây nó che như này thì mát lắm. Đó, những khu quần áo của người Mông người ta bán ở khu góc này. Một phiên chợ rất là cổ kính các bạn nhé. Vào đây như kiểu lạc vào trong rừng ấy. Đó, những cái túi ví các bạn này, để xem kỹ những cái váy các bạn nhé. À, những cái điệu này. Đó, những cái điệu em bé của người Mông cũng đẹp lắm. Người ta thêu bằng máy các bạn ạ, đó. Thêu bằng chỉ chứ không phải in đâu các bạn nhé. Thêu bằng chỉ đấy. Đẹp tuyệt vời. Đó, bây giờ là chúng ta đi dần ra ngoài các bạn nhé. Đó. Mỗi chỗ chúng ta sẽ đi một chút. Chợ rất là đẹp, rất là cổ kính các bạn ạ. Đây khu này người ta cũng đang mua bán rất là tích cực các bạn này. Đó. Mua quần áo, đồ dùng các bạn ạ. Nếu mà người ta đi chợ người ta đi cả nhà luôn. Đấy mọi người đang xem cái bộ váy này. Đó, xem bộ váy này xem. Hình như em gái này mua, em mua à? Đấy, hình như em này đang định mua cái bộ này, hình như thử xong rồi các bạn ạ. Và đang đứng lựa xem nào. Đang đứng lựa xem nào có lấy hay không ấy. Đó, và có rất là nhiều anh chị em đang đi cùng tư vấn. Đó, bây giờ là chúng ta tiến ra khu ngoài này các bạn nhé. Nó khu ngoài là khu chỗ một con đường khác các bạn ạ. Đó, chợ rất là đẹp các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không, chợ rất là cổ kính. Chào anh nhá. Vâng. Đây này các bạn này, khu dưới này người ta để xe này. Đó. Để xe ô tô, xe máy. Đó, đây là một khu chợ nhìn rất là mộc mạc. Tuyệt vời các bạn ạ. Hàng cây các bạn này, đó, hàng cây. Cây xoài rồi một số cây khác. Đằng sau là đồi các bạn này. Đẹp chưa? Đó. Rất là mát mẻ, trong lành các bạn nhé. Tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đang tiến vào khu bếp ăn. Khu này là khu ẩm thực các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Trong này là khá là tối.
Khu ẩm thực này là khá là tối các bạn ạ. Ở đây là có phở, cũng là một loại phở đỏ các bạn ạ, làm từ gạo lốc lương ấy. Phở rồi là bún. Tuyệt vời bạn ạ. Đó, ở đây có cả lòng phèo các bạn ạ. Lòng phèo rồi là dạ dày rồi là lưỡi lợn nữa. Thôi, không ăn nhiều đâu, ở đây nạp cho ông ít ít thôi, không ăn được nhiều. Đó, lòng phèo, lưỡi lợn, dạ dày, thịt lạc các bạn ạ. Đó, chào chú nhá. Đấy, chú đang thái thịt các bạn ạ. Rồi, đang thái thịt làm phở đây. Đó, thái thịt làm phở rất là ngon luôn. Chợ rất là mộc mạc các bạn ạ, sơ sơ mộc mạc giản dị nhá. Chợ đẹp, nói chung là chợ này rất là đẹp. Ăn rồi, ăn đi. Anh ăn rồi, em ăn đi. Các bạn ạ, chợ tuyệt vời các bạn ạ. À, đây là chú này là bán thắng cố à? Thắng cố châu à? Ông đầu à? Thế bây giờ về anh như nào? Không, bây giờ đi ra Hà Phó thôi. Tan rồi, hôm nay không bán được. À, về à, về à? Về. Ôi, nhiều lại nhiều. Ba cái, bốn cái số ốc đậu liền. Đó. Ốc đậu mềm mén là cái món đặc trưng ở trên vùng cao bạn ạ. Đó, rất là nhiều người thích ăn các bạn nhé. Món ốc đậu mềm mén này. Và hôm nay là cũng khá là ế, không bán được các bạn ạ. Người ta mang đang về. Thế này mình về tận đâu hả anh? Về cho Bắc Hà luôn. Rồi, ok, đấy, lúc này thì người ta cũng đang sắp hàng đi về các bạn ạ. Chỗ này người ta vẫn đang tích cực mua bán các bạn ạ, mua bán hàng hóa. Và đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé. Đó, một video về chợ phiên Bảo Nhai thuộc xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Và các bạn xem chương trình của mình ạ. Các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo nhá. Các bạn thấy được rồi, chợ rất là đẹp. Chợ đẹp và cổ kính các bạn ạ. Thôi chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái chương trình tiếp theo.